Hello, hello. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hùng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại khu phố Thắng Lợi thuộc phường Di An, thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Hôm nay em sẽ review cho quý vị một căn nhà 1 trệt 2 lầu và một dãy trọ 15 phòng đang cho thu nhập với 15 triệu trên một tháng, và căn nhà được chủ nhà xây ngang 5, chiều sâu 15m, 1 trệt 2 lầu. Đây là căn nhà em review cho quý vị này. Căn nhà này có con đường phía trước rộng tầm khoảng 10m. Ngay chợ Xóm Vắng. Ở đây thuộc là khu phố Thắng Lợi thuộc phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Từ đây di chuyển ra chợ tầm khoảng 300m. Di chuyển sang khu công nghiệp Sóng Thần tầm khoảng 6 đến 700m thôi. Kế bên khu công nghiệp Sóng Thần. Ở đây thuộc là Xóm Vắng, Xóm Nghèo. Đường rất là rộng nha. Quý vị có nhu cầu mua ở, mua đầu tư, hoặc vừa ở vừa kinh doanh có tiền, mỗi tháng đang cho thu nhập 15 triệu nha. Hiện tại đang cho thuê ở kín hết. Mỗi phòng đang thuê là 1 triệu trên một phòng. Con đường phía trước này, chiều ngang của căn nhà này là 8m rưỡi, chiều sâu là 32m. Tổng diện tích là 286m2. Có nhà và dãy trọ. Nhà 1 trệt 2 lầu này. Đây nhá. Kế bên đường sau có một căn chung cư đang xây. Quý vị nhìn thấy nhá. Bây giờ em sẽ dẫn quý vị vào trong để mình tham quan căn nhà cũng như là dãy trọ nhà mình. Mình vừa ở vừa có thu nhập nhé. Ở đây mình có sân xe hơi chạy vào trong đây này. Sân xe hơi chạy thoải mái đây nhé. Phía bên đây là phòng trọ này. Bên đây có 15 phòng trọ nhé. Phòng trọ có các gỗ đây. Hiện tại 15 phòng trọ này đang cho thuê ở kín hết. Trọ này mình để xe máy thoải mái nhé. Hiện tại có 15 phòng ở kín hết luôn. Quý vị có nhu cầu đi xem liên hệ với em để xem trực tiếp luôn nhé. Bây giờ em sẽ vào trong review kỹ trong nhà cho quý vị mình xem. Ở đây có bậc tam cấp này. Căn nhà này chủ nhà xây ngang 5, chiều dài 15m. Đây có số nhà nha. 5 x 15. Đúc 1 trệt 2 lầu, công năng sử dụng gồm gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ. Ở đây có phòng khách rất là rộng nha. Phòng khách chủ nhà để chiều dài tầm khoảng 6m, chiều ngang tầm 5m. Phía trên là hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng ở trên đây. Cửa chính đây được chủ nhà làm cửa sắt kết hợp với kiến cường lực chắc chắn ở đây nhé. Phòng khách rộng rãi này. Bên hông nhà mình có thêm 3 cửa, mình chỗ sang hành lang bên lối phòng trọ nhà mình này. Để mình vừa lấy ánh sáng, vừa lấy gió tự nhiên nhé. Giờ mình di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn nhà mình. Ở đây có bộ bàn ăn 6 ghế này, rộng rãi thoải mái. Bên đây là view bếp nấu ăn. Phía sau có lối thoát hiểm 1m để lối đi mình ra lối phòng trọ nhé. Ở đây có lối đi ra đây. Nhà chính chủ xây ở chắc chắn và kiên cố. Ở trên đây chủ nhà đi các đường đà, chủ nhà đi trần trơn luôn nhé. Nhà rất là chắc chắn. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên để tham quan các phòng ngủ cũng như phòng giặt, phòng thờ ở trên nhé. Quý vị có nhu cầu đi xem nhà, alo cho em theo số điện thoại 0973 114 255
hẹn em ở ngay xóm Vắng, khu phố Thắng Lợi hoặc ngã tư Đồi Mồi. Vị trí căn nhà này cách ngã tư Đồi Mồi, đường Lý Thường Kiệt chỉ tầm khoảng vài trăm mét thôi, gần với rất là nhiều trường học, chung cư. Lên tới lầu trên, ở đây mình có phòng ngủ đầu tiên này, phòng ngủ rộng rãi nhé, có tủ áo, giường, bàn trang điểm đầy đủ hết nhé. Bên đây mình có phòng vệ sinh. Nhà này gần với con đường Lý Thường Kiệt, gần với ngã tư Đồi Mồi. Trên đây mình có ban công này, ban công lên đây mình trồng rau đây nhá. Ban công phía trước rất là rộng, mát mẻ. Khu phía trước đây là con đường Lý Thường Kiệt này, những căn nhà rất là đẹp mặt tiền đường Lý Thường Kiệt. Quý vị di chuyển vào trong căn nhà này tầm khoảng 200-300 mét thôi là tới rồi. Bên đây mình có phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ rất là rộng nha, kê tủ áo, bốn cánh, giường đi đầy đủ hết. Bên đây có cửa sổ thoáng mát này. Đây là phòng ngủ thứ ba, phòng ngủ thứ ba của căn nhà, phòng ngủ rộng rãi thoải mái nhé. Phía trước là ban công. Phía trước nhà mình đây là xóm Vắng này. Đây có ban công thoáng mát, mình có thể trồng rau, trồng cây cảnh thêm phía trước đây nha. Bây giờ mình cùng đi chuyển lên trên. Quý vị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ở đường Lý Thường Kiệt thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hãy alo cho em để em dẫn đi xem nhé. Căn nhà này và giấy trọ chủ đang kêu với mức giá là 7 tỷ 200 triệu đồng, và còn được bớt lọc cho quý vị nha. Lên tới lầu trên, trên đây có phòng vệ sinh ở trên đây. Phía sau là phòng giặt, phòng giặt và sân thượng sau nhé. Kế bên đây là trường học này, trường học và chung cư đây. Đây có trường Dĩ An C ngay đây nhé. Sang tới phòng ngủ thứ tư cũng như phòng thờ, chống cầu thang này, cầu thang được chủ nhà làm rất là chắc chắn nhé. Phòng ngủ thứ tư do không có người ở nên là không dùng tới. Đây là phòng ngủ thứ tư nhé. Đây là phòng thờ rộng rãi phía trước, ban công này. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có tổng diện tích là 286 m², có 15 phòng trọ và một căn nhà 1 trệt 2 lầu đang ở. Giá căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 7 tỷ 200 triệu đồng. Quý anh chị có nhu cầu đi xem hãy alo cho em, hẹn gặp em ở ngã tư Đồi Mồi, em sẽ dẫn đi xem nhé.